Chương trình khuyến công của tỉnh thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực thông qua việc hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, chế biến các sản phẩm nông lâm sản, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô chất lượng sản phẩm. Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, chương trình khuyến công của tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ cho 232 đề án với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp nâng công suất sản xuất từ 25 đến 30%. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu, các nông sản chủ lực của tỉnh như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sạch hơn, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, đăng ký và xây dựng nhãn hiệu, xây dựng cơ sở vật chất, v.v. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, các sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng được đầu tư, nâng cao giá trị và chất lượng. Trong giai đoạn 2019-2023, Lâm Đồng đã có 14 sản phẩm được công nhận cấp quốc gia, 19 sản phẩm cấp khu vực và 58 sản phẩm cấp tỉnh.